Tiền bệnh, tiền hưu, tiền già, tiền thất nghiệp thì tiền nào cần phải khai thuế, và nếu mà cần phải khai thuế thì mình cần phải chuẩn bị những cái giấy tờ gì, thì xin mời các bạn, các anh chị, các cô chú mình cùng theo dõi hết cái video này với An nha. Quan tâm nhất khi đến tuổi về hưu. Suy nghĩ đầu tiên là ý là phải lựa chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho bản thân mình, Medicare, Medical, Long Term Care. Kế đến phải là kế hoạch hóa về tài chính cho những ngày về hưu. Với người hưu trí như tôi, chỉ mong ba cái 401k không bị lỗ lã mà còn có chút tiền lời hàng năm. Làm sao mà để không bị nhức đầu bởi vì mấy cái bảo hiểm Medicare? Ngọc Rachel chắc chắn sẽ có được giải pháp cho tất cả những lo âu và thắc mắc vừa rồi. Tại Investi, chúng tôi cung cấp trọn vẹn các service về tài chính, từ đầu tư, quỹ hưu trí 401k, rollover cho đến những service về chọn lựa các chương trình Medicare cho các quý vị cao niên. Và đặc biệt, chúng tôi khai thuế và mở cửa 12 tháng trong năm. Hãy gọi ngay cho Ngọc Rachel 408-855-8888, 408-855-8888. Hello, hello tất cả các bạn. Chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú mình thấy An hoặc là coi video của An thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã lựa chọn cái video này của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ở ngoài kia. Và nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống Mỹ cũng như về thuế, bảo hiểm sức khỏe, đầu tư đó thì nhớ nhấn vào cái nút chuông màu đỏ phía dưới bên đây nha, để mà mỗi khi An up cái video mới nhất lên cái kênh channel này thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là người đầu tiên coi được hết những cái video của An. Thì lại một mùa khai thuế nữa tới rồi, thì đây là cái thời gian mà mọi người đang rất là háo hức cũng như là bận rộn để mà chuẩn bị tất cả những cái giấy tờ để mà tới tháng 2 ngày 12 tây thì mình có thể bắt đầu và mình đi khai thuế. Thì năm nay đặc biệt một cái á, mua tháng 2 ngày 13 14 tây là Tết cổ truyền Việt Nam, thì tháng 2 ngày 12 tây thì mình có thể đi khai thuế. Có thể là mình chọn là mình khai thuế trước, mình xong xuôi hết rồi và mình ăn một cái Tết thiệt là vui vẻ, hay là các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể chọn là ăn Tết vui vẻ xong rồi thì mình bắt đầu mình đi khai thuế để mà nhận được những cái tiền refund lại đầu năm, cho nó là những cái may mắn một chút xíu của mình cho những cái ngày đầu năm. Thì cái này là tùy các bạn, các anh chị, các cô chú nha. Và trong suốt thời gian vừa qua đó thì An làm rất là nhiều những cái video chia sẻ về đề tài thuế, và An nhận được những cái câu hỏi của rất là nhiều cô chú hỏi An á, là ví dụ như cô chú ăn tiền già nè, tiền bệnh nè, tiền hưu hoặc là tiền SSA thì hoặc là tiền thất nghiệp á, thì mình có cần phải khai thuế không? Và nếu mà khai thuế thì mình cần phải chuẩn bị những cái gì? Thì đầu tiên á, là em muốn chia sẻ về tiền già. Tiền già đó thì tiếng Mỹ nó gọi là tiền SSI, còn Việt Nam mình thì hay gọi là tiền già đó. Thì tiền già là dành cho những cái cô chú có cái mức lợi tức thấp. Thì những ai á, mà đủ điều kiện lãnh tiền già thì thường á, là cái thu nhập của mình rất là thấp luôn. Thì khi mà mình lãnh tiền già thì mình không cần phải đi khai thuế và mình cũng không cần phải đóng thuế, và người ta cũng sẽ không có gửi cho mình bất cứ một cái form gì để mà mình đi khai thuế hết. Nên là những anh chị, những cô chú nào mình có người thân, gia đình hay là những cô chú nào á mà lãnh tiền già thì có thể yên tâm là mình không cần phải đi khai thuế và chắc chắn là mình cũng không cần phải đóng thuế. Trừ khi nào á mà mình có thêm những cái income khác, ví dụ như á là mình đi làm một chút xíu để mà trang trải thêm cuộc sống thì mình có đi làm, mình có lãnh những cái form W-2/1099 thì lúc đó mình mới cần khai thuế cho những cái form đó thôi. Còn nếu mà mình chỉ lãnh tiền già thì mình không cần phải khai thuế nha. Tiếp theo sau á là về tiền bệnh và tiền hưu. Thì tiền bệnh và tiền hưu á, thì tiền bệnh nó có hai dạng, một dạng là long term disability và một dạng á là short term disability. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mà mình lãnh cái dạng mà short term disability á thì đây là tiền mà mình không cần phải khai thuế. Còn nếu mà mình lãnh long term disability hoặc là mình lãnh tiền lương hưu đó, khi mà mình 62 tuổi mình lãnh early retire, hoặc là mình 66, 67 tuổi mình lãnh fully retire đó, thì
thì trong nhiều trường hợp mình không cần phải đóng thuế trên cái số tiền này, hoặc là mình không cần phải khai thuế nếu như là mình chỉ lãnh cái tiền hưu thôi, và ngoài ra là mình không còn có bất cứ một cái tiền gì khác. Ví dụ như là mình chỉ lãnh tiền hưu thôi, mình không đi làm, mình không có thêm bất cứ một cái thu nhập gì khác nữa, mình không mua bán stock, mình không có đi làm thêm, hoặc là mình không có rút những cái quỹ hưu trí 401k IRA ra, hoặc là mình không có rút những cái tiền retirement account ra, thì mình không cần phải khai thuế. Nhưng mà những ai mà ví dụ mình lãnh tiền bệnh, tiền long term disability, hoặc là mình lãnh thêm tiền hưu mà mình có đi làm, mình có buôn bán đầu tư stock, mình có rút từ những cái quỹ hưu trí 401k ra, thì cái tiền mà mình lãnh từ cái tiền mà long term disability và tiền hưu thì mình cần phải khai thuế. An nhấn mạnh nha, cần phải khai thuế, còn việc mà có đóng thuế hay không còn tùy thuộc vô là cái mức income, cái mức thu nhập của mình là bao nhiêu. Và cái form để mà khai thuế khi mà mình lãnh tiền long term disability hoặc là tiền SSA, tức là tiền hưu trí đó, thì là sẽ là cái form 1099 SSA. An sẽ để cái hình của cái form ngay đằng sau đây để các bạn, các anh chị, các cô chú mình biết nha. Và nếu như mà mình có cái tiền hưu hoặc là mình lấy tiền bệnh long term disability, thì khi mà đi khai thuế nhớ mang theo dùm An cái form 1099 SSA để cho cái người làm thuế người ta báo cáo cái thu nhập của các anh chị và các bạn nha. Tiền cuối cùng mà em muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay cũng là cái tiền mà rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú mình đã nhận được trong năm 2020 và mình rất là thắc mắc là làm sao để mà khai thuế, đó chính là tiền thất nghiệp. Thì đầu tiên á, tiền thất nghiệp là tiền mà mình cần phải khai thuế và mình cần phải đóng thuế trên cái tiền thất nghiệp này. Và khi mà mình đóng thuế thì tính luôn cả tiền thất nghiệp của tiểu bang và cả tiền thất nghiệp của liên bang luôn nha. Trong cái gói hỗ trợ CARES á, thì nó cho $600 một tuần tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang, và sau đó đó là tổng thống Donald Trump có cho thêm $300 mỗi một tuần nữa, thì cả cái 600 và cái 300 tiền thất nghiệp từ liên bang đều phải đóng thuế, cộng với lại cái tiền tiểu bang cũng phải đóng thuế luôn dùm An. Thì khi mà mỗi khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú có tiểu bang có nơi á, thì 2 tuần mình certify một lần, có nơi á, thì 1 tuần mình certify một lần. Thì khi mỗi khi mà mình certify đó, thì sở thất nghiệp người ta đều có hỏi mình cái câu hỏi là mình có muốn để mà người ta giữ thuế trước của mình 10% hay không. Thì nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú á, mình chưa có chọn cho nó để mà nó giữ thuế trước của mình 10%, thì đây là cái thời điểm mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình nên bắt đầu mình save up, mình để dành tiền. Tại vì khi mà mình đi khai thuế, rất là nhiều khả năng là mình sẽ phải đóng lại trên cái tiền thất nghiệp mà mình đã lãnh trong suốt những cái năm 2020 mà mình chưa cho nó giữ thuế trước. Còn những bạn, những anh chị, những cô chú nào mình đã cho nó giữ thuế trước rồi, thì có phải đi khai thuế hay không và có phải đóng thuế nữa hay không? Đây là một cái câu hỏi mà An nhận được rất là nhiều trong suốt những cái thời gian vừa qua. Thì để An trả lời nha. Thì cái tiền mà mình cho nó giữ thuế trước thì nó chỉ giữ thuế trước của mình một phần thôi. Khi mà tới thời điểm mà các bạn đi khai thuế là thời điểm các bạn báo cáo cho sở thuế biết cái mức thu nhập của các bạn trong năm 2020 là bao nhiêu. Tùy vô cái income của các bạn trong năm 2020 và tùy vô cái status khi mà các bạn khai thuế cho năm 2020, thì lúc đó sở thuế người ta mới xác định được là các bạn đã đóng đủ hay chưa. Thông thường á, em thấy thông thường những cái cặp vợ chồng mà mình đi làm, cả hai vợ chồng cùng đi làm hãng vân vân cùng đi làm á, cái tax bracket thường nó sẽ rơi vô mức là cỡ khoảng 22%. Nhưng mà cũng có người thì ví dụ mình thuộc dạng income thấp thì cái tax bracket của mình nó có thể là 10%, 12%, 15% hay là 17%. Thì khi mà mình đi khai thuế thì lúc đó sở thuế nó mới biết á, là cái tiền mà các bạn đã cho giữ thuế trước là đủ hay chưa. Nếu như mà các bạn giữ trước 10% là đủ rồi thì khi mà đi khai thuế các bạn không cần phải đóng thêm nữa. Nhưng mà ví dụ như cái tax bracket của các bạn nó rơi vô 15%, 16%, 17% hoặc là 22%, thì khi mà các bạn đi khai thuế các bạn sẽ phải đóng thêm
thêm cái mức chênh lệch giữa cái tiền thuế. Và nếu như mà các bạn income của các bạn quá thấp đi và cái tax bracket của các bạn nó rơi vô là zero, thì các bạn đã đóng trước cho nó 10% rồi, thì khi mà các bạn đi khai thuế là các bạn đã đóng dư rồi, thì người ta sẽ trả lại cái tiền mà người ta đã giữ thuế trước cho các bạn. Nên nhớ giùm An, khi mà mình certify cái tiền mình cho sở thất nghiệp á, mình chỉ là đồng ý cho sở thất nghiệp nó báo cáo lên sở thuế là giữ lại trước 10% thôi. Nhưng mà cuối cùng khai thuế thiếu hay đủ thì tùy thuộc vô trường hợp của mỗi một người, không có ai là giống nhau hết. Tại vì có người người ta sẽ khai single, cái tax bracket của người ta sẽ khác. Rồi ví dụ như một cặp vợ chồng, cái tax bracket của một cặp vợ chồng nó cũng khác. Và ví dụ như là một người chủ hộ, ví dụ như là single mom, single dad có những đứa con, thì cái tax bracket của người ta cũng sẽ khác luôn. Nên không phải là các bạn cho sở thất nghiệp người ta giữ thuế trước 10% là đủ, mà cuối cùng khi mà bây giờ các bạn đi khai thuế thì các bạn báo cáo thu nhập cho sở thuế, lúc này sở thuế nó mới xác định cho các bạn là 10% của các bạn là đủ, là dư hay là thiếu. Dư thì trả lại, thiếu thì đóng thêm, đủ rồi thì không cần phải làm gì hết. Và An sẽ để cái mẫu form 1099G ở cái hình tiếp theo cho các bạn nha. Nhớ giùm An, cái này á, thì thường người ta sẽ gửi ra bằng mail cho các bạn trước, và sở thuế người ta cũng có thông báo á, là thời hạn cuối cùng để sở thất nghiệp của tất cả các tiểu bang trên nước Mỹ gửi ra cái form này sẽ là tháng 1 ngày 31 tây. Nếu như mà bạn nào mà chưa nhận được thì cũng đừng có quá lo lắng, tại vì hôm nay á, mới chỉ có tháng 1 ngày 25 tây thôi. Em biết là ở thời điểm hiện tại có rất là nhiều bạn đã nhận được rồi, nhưng mà nếu mà các bạn chưa nhận được thì các bạn cho người ta một cái khoảng thời gian để mà người ta có thể gửi thư về cho các bạn. Và nếu như mà sau tháng 1 ngày 31 tây mà các bạn chưa nhận được cái form 1099G để mà đi khai thuế, thì các bạn lúc nào cũng có thể log in vô cái account online của mình với sở thất nghiệp ở tiểu bang của mình, thì nó sẽ có cái form 1099G ở trên đó để mà các bạn có thể download cái form đó về để mà mình có thể đi khai thuế nha. Và một cái nhắc nhở cuối cùng cho những ai mà coi video này của An á, là nếu như mà trong năm 2020 mà các bạn mua bảo hiểm sức khỏe qua cái chương trình mà Obamacare, thì nhớ giùm An, người ta sẽ gửi cho các bạn một cái form, nó gọi là 1095A. Em cũng sẽ để cái hình ở ngay phía sau đây để các bạn có thể coi. Và đặc biệt luôn, nếu mà các bạn mua bảo hiểm qua chương trình Obamacare, phải nhớ mang theo cái form mà An show cho các bạn trước đây á, để các bạn đi khai thuế. Tại vì nếu như mà các bạn mua bảo hiểm qua Obamacare mà các bạn không có mang cái form 1095A lại cho người làm thuế để mà người ta khai trên hồ sơ thuế của các bạn, thì chắc chắn luôn là sau này khi mà các bạn nộp hồ sơ vô, người ta sẽ gửi giấy về, người ta audit các bạn. Nên là nhớ giùm An, nếu mà mua bảo hiểm qua Obamacare thì phải đợi cái form 1095A về để mà có thể đi khai thuế nha. Đó là tất cả những cái chia sẻ của An trong cái video ngày hôm nay. Thì nếu như mà anh chị cô chú nào mà mình ở tiểu bang California, mà mình ở thành phố San Jose hoặc là vòng vòng khu vực San Jose, mà mình yêu thương An á, và mình cần sử dụng những cái dịch vụ giống như là khai thuế nè, hay là mình cần mua bảo hiểm Medicare khi mà mình 65 tuổi, hay là mình cần chuyển những cái chương trình đầu tư 401k ở trên hãng khi mà mình nghỉ á, qua những cái chương trình đầu tư bên ngoài IRA để mà có những cái tiền lời và cái account của mình không bị lỗ, thì An sẽ để cái địa chỉ và cái số phone của văn phòng Investi Financial Service ở cái comment đầu tiên. Thì nhớ cần thì gọi văn phòng của An khi mà mình cần những cái dịch vụ này nha. Và những anh chị, những cô chú nào á mà mình muốn đầu tư, mình muốn tìm hiểu về stock mà mình chưa bao giờ mở account, thì em cũng sẽ để cái phần comment ba cái link của M1 Finance, Robinhood và Webull. M1 Finance hiện nay đang có promotion đó, là mở account deposit vô 100 đô sẽ nhận được 4 cái stock free. Thì trong những cái thời gian gần đây thì thị trường stock market nó lên rất là nhiều luôn, cộng với lại thị trường cryptocurrency. Nên là những ai mà mình muốn trade cả cryptocurrency và mình muốn trade cả stock á, thì nên mở account với Webull. Vì Webull đó nó cho mình trade từ 4 giờ sáng tới 4 giờ chiều giờ California, và đặc biệt luôn Webull nó
có cả stock và nó có cả cái option cho mình trade Bitcoin, Litecoin, Ethereum ở trên đó. Và em chúc các bạn, các anh chị, các cô chú là có một buổi tối thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Bye bye!